bại trước Ả Rập Xê Út khiến tham vọng giành ngôi đầu bảng C của Argentina bị đe dọa. Sau lượt mở màn, Argentina đứng bét bảng C, chưa có điểm nào. Ba Lan, Mexico xếp phía trên với cùng một điểm, còn Ả Rập Xê Út sở hữu 3 điểm, đứng đầu bảng. Những tình huống đáng chú ý trong trận Argentina gặp Ả Rập Xê Út. Và cướp đi bàn thắng của Lautaro Martinez. Thời điểm đang dẫn 1-0, bảng tỷ số đã có thời điểm hiện 2-0. Đó là sau tình huống Lautaro Martinez thoát xuống và giục bóng điệu nghệ đánh bại thủ thành đối phương. Dù vậy, sau đó bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Theo hình ảnh từ phòng VAR đưa ra thì tiền đạo của Argentina đã đứng dưới hàng thủ Ả Rập Xê Út một cái vai. Tuy nhiên, một website có tên Flashscore đã tiến hành phân tích lại hình ảnh tình huống Lautaro Martinez việt vị và phát hiện ra tổ VAR đã mắc lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, các trọng tài đã tính điểm cuối của hàng phòng ngự Ả Rập Xê Út là bàn chân của hậu vệ cánh phải Saud Abdelhamid. Nhưng theo tính toán của Flashscore, điểm thấp nhất của hàng thủ áo xanh là bàn chân của hậu vệ cánh trái Yasser Asazani. Và theo điểm thấp nhất này, Lautaro Martinez chưa hề việt vị. Yasser Asazani dính chấn thương nặng sau khi hứng chọn cú huých đầu gối của thủ môn đội mình. Ngoài chiến thắng 2, một địa chấn mà Ả Rập Xê Út tạo nên trước Argentina, trận đấu còn nhận được sự chú ý của giới mộ điệu về tình hình chấn thương của cầu thủ Yasser Asazani. Cụ thể, trong một pha bóng tấn công của Argentina, bóng được rót thẳng vào vòng cấm địa. Thủ thành Mohamed Alouay lao ra đấm bóng, tuy nhiên hậu vệ Yasser Asazani cũng đang trên đà băng về để cản phá. Va chạm kinh hoàng đã xảy ra khi đầu gối của Mohamed Alouay đã thúc thẳng vào phần đầu của Yasser Asazani, khiến cho hậu vệ mang áo số 13 nằm gục ngay trên sân. Theo Goof News, cầu thủ này bị vỡ quai hàm và xương gò má, kèm theo xuất huyết trong. Thái tử Saudi Ả Rập Mohammed bin Salman bố trí chuyên cơ đưa Asazani sang Đức phẫu thuật. Sau chiến thắng địa chấn này, cơ hội đi tiếp của Ả Rập Xê Út là rất cao vì họ đã giành chiến thắng với một đối thủ được coi là ứng cử viên cho chức vô địch tại World Cup 2022. Sẽ không quá bất ngờ khi chú ngựa ô này sẽ hiên ngang tiến vào vòng 1/8 bởi họ đã cống hiến một trận đấu quá hay trước Argentina với một lối đá đôi công đẹp mắt. Phân tích cơ hội đi tiếp của Argentina. May mắn mỉm cười với Messi cùng đồng đội khi tối ngày 22 tháng 11, Ba Lan có trận hòa 0-0 trước Mexico. Kết quả này giúp Argentina chưa bị các đối thủ bỏ cách quá xa. Khi đó, họ đứng trước vài trường hợp. Thứ nhất, nếu đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng cả hai trận còn lại của vòng bảng, họ sẽ tự quyết số phận của mình và nắm chắc một trong hai tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2022. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng không phải thứ họ có thể quyết định. Thứ hai, Argentina chỉ giành 4 điểm gồm một trận thắng, một trận hòa. Khi đó, họ vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng nhiều khả năng phải đua chỉ số phụ. Điều lệ World Cup quy định khi hai đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng, bại là yếu tố xem xét kế tiếp nên nhiệm vụ của Messi và đồng đội là phải ghi thật nhiều bàn thắng. Trường hợp 3, Argentina chỉ giành 3 điểm. Họ coi như bị loại trừ khi có những diễn biến cực kỳ đặc biệt tại bảng C. Bởi vậy nếu muốn tự quyết số phận của mình, Argentina phải chắc thắng cả hai trận còn lại. Đó không hề là một nhiệm vụ dễ dàng, thứ nhất bởi đối thủ là hai cái tên khó chịu Mexico, Ba Lan. Thứ hai bởi áp lực phải thắng sẽ khiến Argentina khó chơi đồng thời mở ra các lựa chọn chiến thuật chủ động cho đối thủ của họ. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26 tháng 11, Argentina sẽ chạm trán thử thách khó khăn mang tên Mexico trong khi Ả Rập Xê Út gặp Ba Lan. Cơ hội đi tiếp của Mexico và Ba Lan. Về tương quan lực lượng, Mexico và Ba Lan đều có cơ hội đi tiếp khá cao. Với Mexico dù không có cầu thủ nào nổi bật đang chơi tại các giải đấu lớn nhưng được đánh giá là đội bóng có đội hình đồng đều với lối đá áp sát, máu lửa và không ngại va chạm, cùng với lối chơi tập thể gắn kết. Ở phía đối diện, Ba Lan sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Bundesliga hay La Liga. Tuy Saudi Ả Rập có thể thắng Argentina nhưng không có nghĩa là họ có thể thắng được Mexico hoặc Ba Lan để chắc suất đi tiếp vào vòng trong. Vì vậy cơ hội đi tiếp chia đều cho cả hai đội. Kết thúc lượt một bảng C, có rất nhiều điều bất ngờ đã diễn ra và chưa ai có thể đoán được những kịch bản điên rồ sắp tới có thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng chờ xem.